Xin chào bạn. Trong series sửa chữa máy photocopy 856 857 thì hôm trước mình đã đi cái lỗi 200 210 thì tiếp hôm nay mình sẽ đi tiếp theo cái lỗi là 220 310. Thì này nó cũng lỗi chính là các cái bị giấy các bạn, các cái khi giấy các bạn, cái khi 1, khi 2, khi 3. Rồi khi thùng, khi LCF các bạn. Thì ở đây chủ yếu là kiểm tra con trên bọt sensor, của cái khay 1 này các bạn. Đó, nó kiểm tra con trên bọt sensor này của cái khay 1 này. Thì mình kiểm tra bụi có dính giấy hay là bị kẹt mà không bật nhả được. Cái code bên này là code check and book còn 03 nha các bạn. Đã chết, mình chết là kiểm tra nó còn tín hiệu hay không á, có thể check trên máy cũng được. Kiểm tra kết nối, kiểm tra các dây điện hay là kết nối có bị đứt dây, hở mạch, trục cắn. Đó, thì con này nằm chỗ nào đó, mình sẽ hướng dẫn cho mới cho các bạn xem là con này nằm chỗ nào nha. Nó nhiều lúc các bạn cũng đâu biết con này nằm chỗ nào đâu. Đâu rồi, đây này. Đây. Bên. Đây. Con này nha các bạn. Nằm đây nha các bạn. Đó. Mở ra kiểm tra con đó. Kẹt giấy thì là kẹt giấy kiểm tra nó bị báo lỗi mà E220 E310 rồi. Kiểm tra đó. Cái này là mở cửa ra là thấy các bạn, nằm ở trên chỗ khay 1 các bạn. Rồi, tiếp tục sau khi kiểm tra con đó rồi thì mình kiểm tra cái gì nữa? Thì mình sẽ kiểm tra action box LED. Này. Này là cái gì? Này nó có này là cũng giống như nó giống như cái motor các bạn, nó quay, cái này quay được, cái đỡ cái nghi. Cái này là đỡ cái nghi cái khay giấy vô à, đỡ cái nghi khay giấy à. Từng cầm khay giấy vô à. Đó. Thì nó có code vô code 03 này, chết từng code này. 4 cầm chết 4 cái 03229. Đó. 230 231 225. Chết từng cái. Này. Để mình mở cho các bạn xem cái này nó là cái nào. Đó, mình cũng có kiểm tra là kết nối này, kiểm tra dây điện. Đó, để mình mở các bạn xem nha, hình ảnh nha. Cái này hình này nó tắt rồi ta. Đây. Làm cái này các bạn. Đây. Bốn cái nó nằm ở này các bạn, bốn cái đó. Một cái này, hai cái này, ba cái này, một cái này. Đó, mình phải kiểm tra là nó sao nó không quay, ví dụ đứt dây, hư nhông hay bế hay gì đó, kiểm tra sao không quay được. Kiểm tra một cái đó. Đây nó có nói này. CNT 579 này. Đó, kiểm tra bốn cái này mới hoàn tròn các bạn. Tiếp theo là mình kiểm tra tới cái bo logic card. Thì nó kêu kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái jack CN341. Kiểm tra jack nó thôi. Nó bị hơi jack hay là đứt dây điện hay gì không? Hay là bụi bặm gì đó, có thể lấy được bảy xịt vô cũng được, vô sinh. Rồi, tiếp tục. Đây thì nó cũng có nói theo bất cứ đa số lỗi nào thì nó cũng có kèm theo cái là kiểm tra roller, kiểm tra nhông với roller. Cái nào nó kiểm nhận nó cũng kêu mình kiểm tra cái đó hết. Nhông thì có thể nó bị mé, bị bế hay là nó chạy nó quay các bạn, cái tới cái nhông mà bị bế cái nó bị chậm một nhịp cái lên nó bị kẹt giấy đó. Rồi kiểm tra mấy cái đó. Thì tóm lại cái lỗi này là kiểm tra cái gì? Tóm lại thì kiểm tra trên bọc sensor của cái giấy 1,
kiểm tra các cái trên bọc lớp là các cái mà đã gắn cầm giấy vô, cái cầm bị giấy vô nó quay ra, cầm cái giấy nó quay ra, kiểm tra cái bo luôn cái cạc và kiểm tra các cái ruler các bánh nhông đó vậy thôi. Bạn cứ kiểm tra hết từng chi tiết thì sẽ khắc phục được nếu các bạn bị cái lỗi như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình, nhớ thấy hay thì nhớ subscribe và đăng ký và chia sẻ đăng ký kênh mình, thì các bạn sẽ mình sẽ ra nhiều cái video, nhiều cái lỗi mà có thể bạn cần đó. Nhiều lúc bạn cần thì bạn video hôm tiếp theo thì mình sẽ làm cái lỗi này E201211 đó, làm cái lỗi này. Rồi, chào các bạn.